Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cuối Cùng Và Báo nha. Hôm nay Nguyên Cuối sẽ giới thiệu với cả nhà một món ăn rất là hot trong thời gian nóng nực của mùa hè này, đó là món rau câu dừa rất là quen thuộc với cả nhà nha. Rồi, món này rất là thơm và ngon và mình đã bổ sung thêm phần nhân nha nam rất thơm thanh, các bạn ăn rất phù hợp trong những ngày hè nha. Rồi, chúng ta cùng vào bếp nào. Là chúng ta sẽ có là nước dừa các bạn nha, mình sử dụng là 700ml nước dừa các bạn nha. Rồi, và cái phần nha đam các bạn sử dụng là 300g nha đam, mình đã cắt mỏ cái phần vỏ rồi, mình đang ngâm với phần cái đường các bạn đó, và sẽ có lá dứa để tạo mùi thơm các bạn nha. Rồi qua đây chúng ta sẽ có cái bột rau câu các bạn làm chung với phần nước dừa, là mình sử dụng khoảng cỡ 10g các bạn nha, cùng với đường là khoảng 120g đường. Còn về cái lớp nước dừa mình sử dụng là 400ml nước cốt dừa các bạn nha, cùng với 40g đường đó, và 4g rau câu dẻo các bạn nha, bột rau câu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn bột rau câu chung với đường các bạn nha, lát mình nấu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt lửa lên và mình sẽ nấu phần nước dừa trước. Mình cho phần 700ml nước dừa vào mình nấu các bạn nha. Đó, nước dừa các bạn sẽ chặt cái phần mà dừa ở ngoài bán đó mà lấy nước về đó, rất là thơm và ngon các bạn nha, tươi nữa. Rồi mình sẽ cho lá dứa vào tạo mùi thơm các bạn nha. Rồi nước sôi mình lấy lá dứa ra, mình sẽ cho đường, hỗn hợp đường với rau câu vào. Ok, và trong khi nấu cái phần nước dừa thì mình sẽ bắt một nồi khác, mình sẽ nấu phần nước cốt dừa các bạn nha. Mình sẽ cho 400ml nước cốt dừa vào đó, và mình sẽ đợi nước ấm lên là mình sẽ cho hỗn hợp đường và bột rau câu vào các bạn nha. Mình dùng rau câu dẻo sẽ rất là ngon các bạn nha. Đó. Rồi mình sẽ vừa đảo và mình sẽ vừa khuấy các bạn nha. Tại vì nếu mà nước sôi cũng được, bạn sôi sẽ tách lớp dừa các bạn nha, mà mình sẽ nấu gọi là ấm lên, nóng khoảng cỡ 50-60 độ là ok các bạn nha. Ok, và phần nước cốt dừa đã xong, mình sẽ đổ vào trước các bạn nha. Trong khi chờ phần nước dừa mình đang nấu đó, mình sẽ đổ phần nước cốt dừa vào trước đó, mình sẽ để nó nguội luôn đó. Ok, và cái phần lá dứa mình đã nấu xong rồi, nó sôi rồi đó. Bây giờ mình sẽ bớt bỏ phần lá dứa ra và mình sẽ chuẩn bị cho nha nam với hỗn hợp bột rau câu đường vào nha. Ok, mình cho cái hỗn hợp đường với bột rau câu vào các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều lên đó, cho hỗn hợp nó hòa với nhau. Và khi mà hỗn hợp này nó tan hết thì mình sẽ chuẩn bị cho nha nam vào là cái nha xong các bạn nha. Khi khuấy xong thì mình sẽ cho phần nha nam vào các bạn nha. Đó, nha nam vào mình khuấy lên cho nước nó sôi lại là ok. Là mình sẽ đổ vào phần khay là coi như là xong rồi các bạn, nó đơn giản nha, rất là nhanh gọn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ phần nha nam vào. Phần nước dừa này đã đông các bạn đó, nó đã mới vừa đông các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nha nam vào. Các bạn có thể, nếu mà chắc ăn cho dính nhau thì các bạn có thể dùng tăm mình xâm nhẹ vài lỗ các bạn để cho nó hai cái lớp nó dính vào nhau, nó không bị tách lớp các bạn nha. Đó, các bạn lưu ý nha, cái bạn nào mà không canh được cái nhiệt độ đó. Rồi ok, xong rồi mình bỏ tủ lạnh là mình khoảng cỡ một tiếng hai tiếng mình lấy ra là mình thưởng thức thôi các bạn. Rồi rất là nhanh gọn các bạn nha. Ok, và sau khi mình đã dùng dao để lấy cái phần khuôn rau câu ra thì giờ mình chỉ việc cắt và hướng dẫn các bạn đó, các bạn có thể cắt thành từng đũa vuông, thành từng lát, thành từng xéo, hay một cách xéo cũng được đó, cắt sao cũng được các bạn nha, miễn đẹp thôi. Các bạn có thể dùng cái mà lưỡi mà cắt cái phần khúc bạch đó các bạn đó, lưỡi lăn cưa cũng đẹp các bạn nha đó. Về cắt hình vuông sau đó mình dùng dao mình cắt chéo các bạn, để mình sắp xếp lên nhìn cái trang trí trên dĩa rất là đẹp các bạn nha.
Đó. Rồi mình chuẩn bị thưởng thức thôi các bạn ơi. Và chúng ta đã có một dĩa rau câu dừa nha Nam, rất thơm và ngon bổ dưỡng trong những ngày hè này nha. Ăn vào là vị béo béo của nước cốt dừa hòa cùng nước dừa thơm thanh mát cùng gia đam, trời ơi rất là tuyệt vời trong những ngày hè nắng nóng các bạn nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, bye bye.